Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Nông sản sạch, mối quan tâm của các gia đình sẽ là nội dung của câu chuyện y tế tuần này. Phòng và điều trị bệnh tiêu chảy cấp ở người lớn sẽ có trong phần hỏi đáp y tế và sổ tay học giới thiệu bài thuốc thanh nhiệt cơ thể ngày hè sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay. Nắng nóng ngày hè, sử dụng nhiều rượu bia, chất kích thích là những lý do phổ biến gây tình trạng nóng trong người. Trong mục sổ tay học số này, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Đường, Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên sẽ gửi tới quý vị bài thuốc đông y có tác dụng giải độc, thanh nhiệt cơ thể. Mời quý vị cùng theo dõi. Số những cái chứng bệnh liên quan đến tạng can chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày theo y học cổ truyền như những cái chứng hoàng đảo, chứng huyết nhiệt hoặc là chứng can thận âm hư, chứng can huyết hư, vân vân. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu bài thuốc đơn giản để chúng ta điều trị cái chứng huyết nhiệt cũng thường gây nên các cái tình trạng có thể là mẩn ngứa. Với cái chứng huyết nhiệt này thì người ta dùng bài thuốc là ngũ vị tiêu độc ẩm, gồm có cái vị sinh địa, bổ huyết, hoạt huyết, huyền sâm. Ngày thường dùng 10 đến 12 gram thì cũng có tác dụng là đường huyết, hoạt huyết. Cúc hoa 10 gram, tác dụng của cúc hoa là có tính chất là thanh can. Kim ngân hoa khoảng dùng 10 gram, thuốc này có tính chất là thanh nhiệt giải độc. Vị thứ năm là bổ công anh 10-15 gram. Chúng ta có thể nhận biết thêm một số những cái vị thuốc thường dùng trong các cái chữa một số các bệnh về da, tác dụng thanh nhiệt giải độc rồi thì nội mật, ví dụ như là nhân trần, chi tử, hổ cục ly. Đã là thuốc thì chúng ta dùng nó phải có liều lượng, có chu kỳ, không thể là dùng hàng ngày như các cái loại thực phẩm khác. Vì khi ta dùng, ví dụ như là một số người thì thấy bảo là cái diệp hạ châu nó tốt lắm, thế là chúng ta cứ thế chúng ta dùng. Thế dùng thì dùng nhiều thời gian thì nó sẽ phạt đi cái chính khí của cơ thể. Về nguyên lý chung thì hư thì chúng ta bổ sung, mà bổ tức là bản chất là bổ sung cái thiếu. Đấy, thực thì chúng ta tả, chúng ta phạt, chúng ta đánh đuổi cái tà khí ra khỏi cơ thể để mà điều trị các cái chứng bệnh một cách đúng. Chúng ta nên đi đến các cái cơ sở y tế để khám và chẩn đoán xác định rõ là chúng ta bị tổn thương do cái tình trạng hư hay thực, hàn hay nhiệt của bệnh để điều trị cho nó đúng phác đồ. Theo đông y, xương hổ có vị cay, tính ôn, quy kinh can thận. Xương hổ là vị thuốc không thể thiếu trong các bài thuốc trị phong thấp, nhức mỏi xương lâu ngày, gân cốt yếu. Tuy nhiên hiện nay số lượng hổ trong tự nhiên ngày một giảm bởi do săn bắt và môi trường sống bị thu hẹp. Để bảo vệ loài hổ khỏi bị nguy cơ tuyệt chủng, chúng ta hãy chữa bệnh bằng những cây thuốc, vị thuốc có tác dụng thay thế trong xương hổ. Trong chương trình Cuộc sống khỏe tuần này, lương y Nguyễn Hữu Hiệp, Hội Đông y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những thảo dược có tác dụng thay thế xương hổ. Tôi xin giới thiệu với các bạn các cái vị thảo mộc để thay cho cái việc dùng xương hổ. Hiện nay thì hổ không những ở nước ta mà trên thế giới thì càng ngày càng cạn kiệt do cái tệ nạn săn bắn, cho nên dẫn tới là cái loài hổ là không khéo là có thể dẫn tới tuyệt chủng. Thế vì vậy mà trong đông y người ta đã nghiên cứu ra một số các cái thảo dược có thể dùng được thay thế cho cái xương hổ. Thế thì xương hổ là tính vị của nó là mặn và có tác dụng là trừ phong thấp, đau xương khớp. Thế và cái vận động khó khăn, các vị thảo dược nó có cùng cái tính dược đối với xương hổ. Tôi ví dụ như vị độc hoạt, nó mang cái tính chất cũng như là xương hổ. Vị tần giao, vị phòng phong, vị uy linh tiên, ngũ gia bì, rồi hy thiêm thảo, rồi mộc qua, tế tân, xương chuột, thế rồi thì bạch linh,
thế và bạch chỉ. Thế mà trong có cái bài mà người ta nói rằng là nếu đau xương khớp thì nên dùng quế chi, nghệ vàng cùng với xích tùng tiết. Đây tức là nghệ vàng là cái vị như thế này. Đấy. Ngoài ra đó, ta không thể quên được cái vị thuốc nam, đó là hải đồng bì. Đây là vị hải đồng bì, chính là vỏ của cái cây vông le. Khi ta lấy hải đồng bì thì ta lấy làm thế nào là cái vỏ của nó càng dày càng tốt. Ta chỉ cạo bỏ cái nước bẩn ngoài đi, rồi sau đó thì ta mới lại. Thế này là ta được cái hải đồng bì, ta phơi khô, ta phơi khô như thế này rồi thái nhỏ ra như thế này, chống đau xương khớp rất là tốt. Trên đây là có thể một số các vị cơ bản. Thế ngoài ra đó thì là chữa về phong tê thấp thì chúng ta thấy rằng là còn có các cái nhiều các cái vị khác. Nếu như phong nhiều thì ta bội các cái vị phong, nếu mà thấp nhiều thì ta ra bội các cái vị thấp, nếu huyết hư thì ta ra thêm các vị thuốc về bổ huyết, nếu mà khí hư thì ra thêm các vị về bổ khí. Trên cơ sở là ta dùng cái thảo dược này là chữa cho cái những người bị xương khớp là chủ yếu. Thế thì mong rằng là các bạn sẽ tham khảo và đồng thời là cùng nhau chia sẻ và đúc kết lại thành cái kinh nghiệm làm thế nào mà tránh được cái việc là sử dụng tràn lan cái động vật mà hiện nay là đang là quý hiếm. Hiện tượng tiêu chảy cấp ở người lớn xảy ra khá phổ biến, nguyên nhân chủ yếu là do chế độ ăn uống, vệ sinh không sạch sẽ. Vậy làm thế nào để phòng và xử lý hiệu quả khi mắc phải triệu chứng này? Mời quý vị và các bạn theo dõi chia sẻ của Thạc sĩ Y khoa Đoàn Thị Hoài, Phó trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Phố Nối ngay sau đây. Tiêu chảy cấp ở người lớn là một cái tình trạng thường gặp và hay xảy ra vào đặc biệt vào mùa hè này, gồm có 4 nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là do vi khuẩn tả lỵ thương hàn, thứ hai là do ký sinh trùng, ví dụ như amip. Nguyên nhân thứ ba là do nhóm virus hay gặp đặc biệt ở trẻ con, đó là rotavirus. Nhóm nguyên nhân thứ tư là do những nguyên nhân khác không do nhiễm trùng, ví dụ do nhiễm độc, do thuốc. Thứ nhất là đau bụng, thì thường là đau bụng mức độ nhẹ như là sôi bụng, đau bụng quặn từng cơn quanh rốn, nhiều khi đau dữ dội bệnh nhân không chịu được và phải đến cần gặp người thầy thuốc. Có lúc thì đau lan dọc sườn trái và hạ sườn trái, hỗ trợ trái. Thứ hai là biểu hiện đi ngoài phân lỏng, thì thể hiện là bệnh nhân đi ngoài phân nhiều nước, có thể có phân màu vàng hoặc là có nhảy máu. Biểu hiện thứ ba là bệnh nhân có sốt. Thứ tư là bệnh nhân có thể có nôn. Và toàn trạng thì tùy theo cái tình trạng bệnh mà bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện mệt mỏi hoặc là hôn mê, thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Cái xử trí ban đầu được khuyến cáo thứ nhất là bù nước điện giải. Thì người ta thường dùng các cái dung dịch pha sẵn như là ozone, hoặc là dùng một số cái dung dịch có sẵn hoặc là tự pha, ví dụ như dung dịch muối đường, một thìa cà phê muối, 8 thìa đường với 1 lít nước để dùng dung dịch thay thế ozone. Và thứ hai là dùng các thuốc bao niêm mạc hoặc các men tiêu hóa. Trong nhân gian thì người ta hay dùng dược liệu có sẵn và có tính chất làm chát, làm săn sen niêm mạc, ví dụ như búp ổ, búp sim. Và thứ ba là có thể dùng các thuốc giảm đau, điều trị nguyên nhân. Theo nguyên nhân thì tùy theo cái nhóm nguyên nhân mà người ta có thể điều trị. Cái này thì cần có sự can thiệp của bác sĩ. Nếu do nguyên nhân nhiễm trùng hay gặp trong các cái tiêu chảy do tiêu chảy xuất tiết thì thể hiện bệnh nhân sốt, đi ngoài phân nhầy máu thì cần phải sử dụng kháng sinh, và tùy loại nguyên nhân gây bệnh mà có chỉ định kháng sinh khác nhau. Người dân không nên tự ý dùng kháng sinh bởi vì sẽ có những cái hậu quả khôn lường, ví dụ như gây loạn khuẩn đường ruột và thậm chí làm cho cái tiêu chảy cấp nặng lên. Nếu do nguyên nhân nhiễm độc thì phải xử trí như một cái ngộ độc, ví dụ như là trong nhân dân hay ăn nấm độc hoặc một số các cái thực phẩm mà không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do độc tố, thì có thể là cần các biện pháp mà ví dụ như là gây nôn hoặc là
rửa dạ dày vân vân để làm thải độc. Nhóm nguyên nhân do thuốc thì cần đến bác sĩ để tư vấn cái điều chỉnh thuốc. Ví dụ một số trường hợp lạm dụng kháng sinh đường ruột và gây nên loạn khuẩn ruột thì cái này cũng cần cân nhắc trong sử dụng kháng sinh đúng cách và cần có sự bổ sung các cái vi khuẩn trí, vi khuẩn đường ruột để làm giảm thiểu cái yếu tố các nguy cơ để gây nên tiêu chảy cấp. Cách phòng tiêu chảy cấp thì trước hết khuyến cáo người dân là đảm bảo cái vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân. Thứ hai là vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ ba là vệ sinh nguồn nước và sử dụng nguồn nước sạch. Và thứ tư, đối với những bệnh nhân tiêu chảy cấp thì cần xử trí đúng cách, tránh cái chất thải tiết như chất nôn và phân là cái nguồn mang mầm bệnh để gây bệnh, một số bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa. Thực phẩm sạch là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhiều hộ gia đình hiện nay. Lý do là bởi gần đây có nhiều vụ ngộ độc thực phẩm gây hậu quả nặng nề, khiến người tiêu dùng lo ngại về vấn đề sức khỏe khi sử dụng thực phẩm. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho người thân và gia đình, nhiều người dân đã chủ động tìm mua thực phẩm sạch để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Do đặc thù công việc của hai vợ chồng thường xuyên về muộn, nên việc nội trợ anh Dương Quang Hồng ở thành phố Hưng Yên luôn san sẻ cùng vợ. Từ 3 năm trở lại đây, gia đình anh duy trì thói quen mua thực phẩm tại các cửa hàng thực phẩm sạch thay vì đi chợ. Và bản thân nhà tôi thì có cháu nhỏ, nên việc mà để chọn cái sản phẩm làm sao được an toàn cho gia đình mình là cái tiêu chí hàng đầu. Qua một số các cái vụ ngộ độc thực phẩm mà trên thông tin đại chúng thông tin và được biết thì gia đình tôi có phải chuyển cái thói quen đi chợ truyền thống ở bên ngoài và lựa chọn các cái cửa hàng tiện ích mà uy tín mà có được cái chứng nhận về an toàn thực phẩm và được bảo quản một cách đúng tiêu chuẩn. Hiện nay thị trường thực phẩm sạch ngày càng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Mặc dù có giá cao hơn so với thực phẩm thông thường, nhưng để bảo vệ sức khỏe nên nhiều người dân vẫn tin tưởng lựa chọn các loại rau sạch, thịt sạch, trái cây sạch. Những loại thực phẩm này luôn được các chủ cửa hàng bảo quản theo đúng quy định an toàn vệ sinh thực phẩm và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cửa hàng chủ yếu là thịt tươi và các đồ hải sản tươi, rồi gà tươi, rồi xúc xích, rau Việt Gáp, rau hữu cơ, rồi các đồ ăn tiện lợi. Tất cả các bên sản phẩm của bên tôi thì sẽ được truy xuất nguồn gốc rõ ràng, rồi hóa đơn đỏ đầy đủ. Thịt tươi của chúng tôi thì sẽ chỉ được bán trong ngày và sẽ không để tồn đến ngày hôm sau. Gà mấy cả hải sản tươi thì sẽ bán từ 2 đến 3 ngày và bảo quản tủ không độ, đảm bảo cho khách hàng. Ngoài việc tìm mua các mặt hàng thực phẩm sạch, nhiều hộ gia đình đã tận dụng khu đất trống quanh nhà để tự trồng rau phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như gia đình bà Phan Thị Nga ở thành phố Hưng Yên. Tôi tự trồng rau để ăn ở nhà cho đảm bảo, mua thì mua ở ngoài chợ thì cũng sợ thuốc sâu rồi kích thích rồi ăn không đảm bảo. Dù là mua tại các chợ truyền thống hay mua tại các cửa hàng thực phẩm sạch, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong mỗi bữa ăn, khi lựa chọn thực phẩm người dân cần lưu ý một số vấn đề sau. Khi đi mua thực phẩm, chúng ta cần chọn các thực phẩm còn hạn sử dụng, có thể truy xuất nguồn gốc của các thực phẩm đó tại các cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Lưu ý là hạn chế mua các loại thức ăn ngay, không có bao gói sẵn, tuyệt đối không sử dụng hoặc tiếp xúc mua những loại thịt của động vật chết sau dịch bệnh vì đây chính là những nguồn gây bệnh nguy hiểm. Mọi người lưu ý rửa tay sạch bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn có cồn ngay sau khi tiếp xúc với các loại gia súc, gia cầm và các loại thịt sống để tránh mang mầm bệnh về nhà. Việc sử dụng thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn đang ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu đối với mọi người dân. Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, rất mong các cơ quan chức năng có những giải pháp tích cực hơn nữa trong việc tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để thực phẩm bẩn, thực phẩm có chứa hóa chất độc hại được bày bán trên thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất thực phẩm sạch, an toàn nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân. Chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, hẹn gặp lại!